Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Nguồn gốc Palladium, Palladi tiếng Latin Palladium là một kim loại hiếm màu trắng bạc và bóng. Một trong 6 kim loại thuộc nhóm bạch kim cùng với Ruthenium, Rhodium, Osmium, Iridium và Platinum. Được William II Wollaston phát hiện năm 1803, ông cũng là người đặt tên cho nó là Palladium. Ký hiệu là PD, số nguyên tử 46, kim loại được khai thác rất nhiều ở Nga và Nam Phi. Ở Nga chiếm 50% sản lượng khai thác trên toàn thế giới, đặc tính của Palladium đó là nóng chảy thấp nhất và nhẹ nhất. Hấp thụ hydro tới 900 lần thể tích của nó nên Palladium thường được sử dụng để lưu trữ an toàn cho hydro. Giá trị của Palladium hiện tại, kim loại này được sử dụng để chế tác và gia công khi luyện kim. Không bị xỉn màu nên được áp dụng chế tác trang sức. Ngoài ra khoảng 85% Palladium được sử dụng trong hệ thống khí thải của xe hơi. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Giúp biến các chất ô nhiễm độc hại thành CO2 và hơi nước ít độc hại hơn. Ngành điện tử cũng sử dụng Palladium, Palladium có trong máy tính, điện thoại di động. Tụ điện gồm nhiều lớp tiếp điểm điện áp thấp và các dòng TV hiện nay. Bên cạnh đó, nó còn được đưa vào sản xuất các thiết bị y khoa. Vì khả năng giữ khí hydro rất tốt nên có ý nghĩa ứng dụng cao trong việc sản xuất tế bào nhiên liệu. Thân thiện với môi trường, Palladium trong mỗi ngành lại có một công dụng riêng biệt. Bên cạnh đó, Palladium còn có công dụng trong ngành điện tử, nhiếp ảnh, sản xuất ô tô. Tuy nhiên hiện tại tình trạng cung không đủ cầu đang đẩy giá trị của Palladium lên mức cao hơn. Khi mà Palladium vốn là một trong những kim loại đắt giá nhất bên cạnh vàng, bạc, bạch kim, Palladium là kim loại quý hiếm và có giá trị cao. Việc sử dụng Palladium vào các ngành nghề để giảm tải lượng khí độc, bảo vệ môi trường sống xanh là một hành động tích cực cần được lan rộng và phát huy. Tuy nhiên, không có gì là vô hạn, việc khai thác Palladi cần được các chính phủ quan tâm và kiểm soát. Tránh tình trạng khai thác bừa bãi làm suy kiệt nguồn kim loại sạch và thân thiện với môi trường. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.